Thưa quý vị, sáng nay trong buổi lễ chào cờ tại quảng trường Hùng Vương, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức lễ tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự lễ có đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nhân dân tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh. Chủ trương tổ chức tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh dưới cờ tại quảng trường Hùng Vương thể hiện sự quyết tâm của Ban Thường vụ tỉnh ủy trong lãnh đạo chỉ đạo việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ đảng viên bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Trong đợt này có 3 cá nhân được tuyên dương, gồm ông Nguyễn Văn Bình, Bí thư chi bộ, trưởng công an xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi. Thời gian qua, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tích cực vận động mạnh thường quân, tự nguyện trích tiền lương của mình đóng góp vào hoạt động an sinh xã hội địa phương với tổng số tiền trên 480 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Dành, Bí thư chi bộ, trưởng ấp Xóm Lẫm, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, đã vận động mạnh thường quân, nhân dân địa phương thực hiện hiệu quả xây dựng tuyến đường sáng an toàn, xây dựng mô hình đổi rác lấy gạo và xây cầu làm đường hỗ trợ nhà tình thương với tổng kinh phí trên 1 tỷ 600 triệu đồng. Ông Cao Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Atimia Vĩnh Châu Bạc Liêu đã không ngừng đổi mới ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng năng suất Atimia của hợp tác xã, tăng doanh thu và đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa với số tiền đóng góp trên 300 triệu đồng. Theo Ban Thường vụ tỉnh ủy, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy ngày càng đi vào chiều sâu, qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, hiệu quả. Nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, nhiều cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác được quần chúng nhân dân học tập noi theo.